Vâng, xin chào các bạn. Thời gian gần đây thì bác sĩ phải cấp cứu khá nhiều ca ứ mủ thận rồi suy thận cấp do sỏi. Đặc biệt là những trường hợp này là phần lớn là do là các bệnh nhân đã biết mình bị sỏi từ lâu nhưng mà cố gắng là điều trị bằng thuốc nam không đúng cách dẫn đến là bị hỏng thận, bị suy thận rồi bị ứ mủ thận. Và khi vào viện thì trong tình trạng cấp cứu phải can thiệp sớm để không sinh nguy hiểm đến tính mạng và nguy hiểm đến cái quả thận của chính bệnh nhân. Thì dưới đây là 10 cái tình huống mà bác sĩ khuyến cáo các bạn là không nên cố gắng là điều trị bằng thuốc đông y hoặc là theo dân gian, theo mách bảo. Và những tình huống này thì các bạn nên vào viện để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn cho mình xem nên làm thế nào cho nó tốt nhất. Trường hợp đầu tiên đó là trường hợp sỏi thận niệu quản ở phụ nữ mang thai. Nếu như mà các bạn mà không xử lý đúng thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Và thông thường khi ở trong bệnh viện thì chúng tôi sẽ phải phối hợp giữa chuyên khoa tiết niệu, chuyên khoa sản phụ khoa để làm sao dùng thuốc và cân nhắc làm sao nó tốt cho cả mẹ và bé. Trường hợp số 2 đó là trường hợp sỏi niệu quản hai bên. Như trường hợp bình thường thì thận chúng ta cơ thể có hai quả thận kèm theo hai cái niệu quản để dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Khi mà bị sỏi niệu quản tắc nghẽn ở cả hai bên thận thì có thể gây đến tình trạng suy thận cấp. Và nếu như mà chúng ta cố điều trị bằng thuốc đông y thì có thể dẫn đến những cái nguy hiểm cho bản thân. Trường hợp số 3 đó là trường hợp sỏi niệu quản trên thận đơn độc, tức là tình huống là bệnh nhân đã cắt một quả thận hoặc là bệnh nhân chỉ có một quả thận bẩm sinh. Thì khi mà bị sỏi cái thì chúng ta cần vào viện cấp cứu, cần vào viện để xử lý ngay. Trường hợp số 4 đó là trường hợp sỏi niệu quản trên thận chính. Những trường hợp mà bệnh nhân có cái thận một cái thận nó bị teo hoặc là thận mất chức năng hoặc là trường hợp mà cái thận bên đấy có sỏi san hô nó tắc nghẽn lâu ngày rồi thì khi bị sỏi niệu quản ở cái thận còn lại, cái thận chính ấy, thì nó cũng cần phải vào viện để mà xử lý, để mà cấp cứu kịp thời đấy. Hoặc là tiếp theo là những trường hợp số 5 là trường hợp bệnh nhân sỏi ở bệnh nhân thận ghép đấy. Những trường hợp mà bệnh nhân ghép thận xong bị sỏi thì chúng ta phải can thiệp làm sao phương pháp là tối ưu nhất để bảo tồn chức năng thận và hạn chế xâm lấn nhất. Trường số 6 đó là những trường hợp mà sỏi ở trường bàng quang tân tạo, tức là bệnh nhân đã cắt bàng quang toàn bộ rồi, tạo hình bằng ruột chẳng hạn, thì khi bị sỏi thì can thiệp cũng sẽ hết sức khó khăn và cần phải vào viện để bác sĩ cho mình cái biện pháp, cái lời khuyên làm sao nó tốt nhất. Trường hợp số 7 đó là trường hợp sỏi ở bệnh nhân đã cắt bằng qua đưa niệu quản ra da thì can thiệp là cũng có những cái phương pháp nó khác, có thể phải can thiệp xuôi dòng hoặc can thiệp ngược dòng tùy vào tình huống. Trường hợp tiếp theo số 8 đó là trường hợp sỏi ở bệnh nhân trẻ em chẳng hạn hoặc là bệnh nhân rất là trẻ tuổi thì chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ vì là nó còn tính đến phương án chống tái phát. Trường hợp số 9 mà bác sĩ muốn khuyến cáo mọi người đó là trường hợp sỏi thận niệu quản ở bệnh nhân mà có bệnh nền nguy hiểm, ví dụ như là bệnh nhân đặt stent mạch vành dùng thuốc chống đông này, hoặc là bệnh nhân sơ gan, hoặc là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn hoặc bệnh phổi nặng liên quan đến gây mê rồi liên quan đến vấn đề chảy máu thì chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý. Vì những trường hợp như vậy thì có, nếu như mà can thiệp mà ở cơ sở mà không đảm bảo thì có thể sẽ gây đến những cái nguy hiểm cho người bệnh. Tiếp theo là trường hợp số 10 mà bác sĩ khuyến cáo đó là những trường hợp mà bệnh nhân có sỏi thận niệu quản trên nền mà có những cái bất thường, ví dụ vù vẹo cuộc sống nặng này hoặc là những cái bất thường khớp háng này, khó khăn trong vấn đề tư thế thì các bạn cũng cần phải khéo léo vào bệnh viện. Hoặc là những trường hợp bệnh nhân bị sỏi ở trên nền bị tai biến này thì những trường hợp như vậy thì điều trị bằng thuốc rất khó để mà tống xuất ra ngoài được và các bạn cần phải vào viện để mà bác sĩ thăm khám và đưa ra chỉ định tốt nhất cho mình. Đấy, tiêu chung lại thì mình muốn khuyến cáo các bạn đó là những trường hợp mà sỏi nếu như kích thước lớn, thông thường là nếu mà trên 10mm thì khẳng định các bạn là hầu như là dùng thuốc không thể ra được, rất khó khăn có thể ra được. Và cái này không phải là bác sĩ nói mà là thế giới người ta đang nghiên cứu và người ta đưa ra những cái khuyến cáo thì các bạn nên lưu ý, không có thuốc nào tan sỏi được đâu ạ. Chỉ những cái sỏi nhỏ thì chúng ta dùng những cái thuốc, có thể là thuốc đông y, thuốc tây y, nó tăng cường bài niệu, tống xuất sỏi, rồi thuốc nó giãn cái niệu quản, nó giãn cơ trơn ra để làm sao cái sỏi nó dễ di chuyển ra ngoài hơn. Còn những cái sỏi lớn thì chúng ta phải tìm các cái biện pháp can thiệp, ví như là lấy sỏi hoặc là tán sỏi để giải quyết cái tắc nghẽn đó các bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn và mong rằng những cái thông tin bác sĩ chia sẻ sẽ mang lại những cái
thông tin bổ ích cho sức khỏe của các bạn. Xin cảm ơn.